Đây là cái bình xăng của 92 đời cao, nó dành cho 81, 86, 81 đời cuối với lại xe 86 xài chung cái bình này. Rồi hôm nay mình review cho bạn coi cái bình này thôi, chứ không có vấn đề gì. Đây là cái bình zin. Rồi nó còn rất là đẹp. Đây là cái lỗ của để bác bao xăng. Cái miệng này thì nó rất là kín nha. Này là hàng cam. Tem còn luôn. Còn hết rồi cái tem. Cái này nó có hai ống xăng ha, để trong trường hợp là hết xăng thì mình xài ống kia đi kiếm xăng, mình xài ống cao. Ở đây nó có hai ống, nó có một ống thấp và một ống cao. Các bạn xài ống cao trước, xong rồi sau đó các bạn chạy hoài hết xăng thì trong bình nó sẽ còn nửa lít xăng, hoàn chuyển qua cái ống bên kia là còn nửa lít, là lúc đó các bạn đi kiếm cây xăng các bạn đổ vô. Các bạn thấy rất là đẹp, đẹp hết, không có vấn đề gì suy nghĩ. Rồi, xin cảm ơn các bạn.